mấy chị này, mấy cái túi này để chơi Noel này. Mấy bà ơi, đi Noel các bà đeo cái túi này dùng tôi. Trời ơi, này cái con xịn này này, cái con xịn sò này này, các bà ấy tìm ở những chỗ khác không có mà mua. Trời ơi mấy má, con size 27 này cực kỳ đẹp nha. Các chị thấy không khí Noel chưa, tuyệt vời chưa, đẹp chưa? Đó, mấy chị tưởng à, mấy cái túi này nha, các chị tìm chìm trên thị trường rất hiếm nhà có, vì bản chất cái túi Gucci đầu rồng này này vốn nhập đã rất là mắc rồi. Em còn hàng siêu cấp loại 1. Đẹp chưa các chị, đẹp, chọn comment chữ đẹp cho em gái. Mặc nguyên bộ đồ đen đeo cái này đẹp, nguyên bộ đồ trắng đeo này đẹp. Nói chung cái túi này đeo cái gì cũng đẹp, trừ mặc đầm dạ hội. Đẹp chưa, đẹp chưa? Đẹp, comment chữ đẹp. Màu đỏ này là chỉ có là ngất xỉu thôi, không thể nào mà đùa với cái đầu màu đỏ này được nhé. Không đùa với cái màu đỏ này được. Mỗi ngày xinh đẹp một kiểu, thanks kiểu. Em cảm ơn chị Phương Trang, em cảm ơn chị khen em. Trời ơi các chị ơi, nào mấy bà, mấy bà, mấy bà nói gì cho Ngọc. Cái này chỉ còn có 3 chiếc nha. Màu đen 3 chiếc, màu đỏ 5 chiếc. Cái này hàng rất hiếm nơi có. Ví dụ như cái Chanel mà thông thường thông dụng kia thì nó rất dễ mua, nhưng cái này thì thôi các chị. Không phải đẹp mà là nó quá đẹp mấy bà. Ok chưa? Mấy chị, ok kìa, mấy bà này toàn ngồi yên thôi. Xem mà không khen em một câu, các chị có thấy là em tốn tiền make up để các chị ngắm em. Các chị khen em tiếng coi, tết tóc đau hết cả đầu ấy này. Tết tóc đau hết cả đầu rồi mấy bà. Có nhìn thấy tôi tết tóc không? Cái này chị mua rồi, chị mua bao nhiêu hả chị Tố Uyên? Chị mua cái này bao nhiêu? Chị có nhà ý mua tặng cho ai không? Chị mua cái túi này, chị nhận hàng, chị thấy nó sao? Phú Nguyễn Trần Phong, mày cười gì? Chị tốn tiền đi make up mà chẳng khen chị đẹp. Chị che xanh khen câu nữa coi. Trời ơi đẹp xuất sắc, em đã nói rồi, nhà em thật các chị này. Em là một người đam mê về kính, đam mê về túi và đam mê về đồng hồ. Các chị thấy đây, quần áo em có thể mua TikTok 150, 280, 190, 70. Em mua em mặc. Nhưng riêng mà túi nhà em ấy, các chị chỉ có một lời, đó cảm thán, đó là Trang ơi đẹp quá. Nhá, Trang ơi đẹp quá, chứ không biết làm sao cả. Đây là size 27. Các chị phải nhìn túi nha. Đừng bao giờ nhầm lẫn với mấy cái chỗ bán túi xấu xấu bẩn bẩn không ai tán. Nha, em không chơi với bọn túi xấu xấu bẩn bẩn không ai tán. Ok chưa? Anh Thư Võ kính đẹp mới về hàng. Chào chị Thuận Lê, đẹp quá em Trang ơi em. Hôm nay mấy chị mà đang xem thời điểm này là thời điểm em đang đẹp. Em đẹp em mới có hứng live stream. Em xấu đi em like nhanh nhanh, em thấy con mày đi nhậu. Hôm nay em tốn tiền make up nha. Da lộn bên trong này. Mời các chị nhảy vô. Trời ơi, mày đã xem live stream của tao chưa là bởi bà không? Đó. Ok chưa? Không đẹp là không ăn tiền nha. Không đẹp không ăn tiền. Ok dê chưa? Đẹp tuyệt vời, một giấc mơ chưa? Mã này size 27cm. Sao em gặp cái nào túi của chị cũng đẹp quá, chắc kiếm chồng đại gia. Mày dở hơi à? Túi pha ke có bao nhiêu tiền đâu. Cái túi này xịn nó mới có 70-80 triệu. Cái túi pha ke này nó chỉ có giá 2.050.000. Hôm nay tại thời điểm này chị nào lấy, em sẽ giảm giá cho các chị với giá 1.850.000. Đây là hàng siêu cấp nha. 1.850.000, đây là hàng siêu cấp. Chị nào lấy mã nào chụp lại dùm em nha. Lấy mã nào chụp lại dùm em. Size 27, cao 18cm, sâu là 9cm. Hàng siêu cấp loại 1 nha. Em không bán những cái xấu xấu bẩn bẩn không ai tán. Không bán những cái trông na ná
nha. Em bán là phải đẹp. Đường kim mũi chỉ là phải sắc nét. Nhìn cho kỹ hộ em này. Màu sắc là phải hàng chuẩn cơm mẹ nấu. Pha kê là có nhìn loại pha kê nha. Ok chưa? Đó, chụp hình lại giùm em nha.